Hello, xin chào nhà. Rồi, em lên con đầu tiên nha. Đây. Em mới về được con đồng hồ Casio Edify. Con này có hộp luôn. Nó đo nhiệt độ nha cả nhà. Có 5 nút bấm 1, 2, 3, 4, 5. Đó, đo nhiệt độ và đặc biệt có đèn tự động luôn nha. Đây cả nhà. Size của nó nếu mà đo phần ngang gì là cỡ 40 nha. Còn đo chéo là cũng 40. Còn đo cả núm là cỡ 40.6 nha. Đó. Con này thì tầm size 39 đó cả nhà. Dây nè. Bao dài bao đẹp, khóa bấm. Đây, còn đây là đèn tự động nha, đo nhiệt độ nha cả nhà. Đó. Giơ tay là sáng đèn nha. Con này em bán 1.080.000 bao ship nha. Nó có các chức năng như sau: chạy cơ chế hai kim và ô điện tử nha. Đó, đây là bấm giờ thể thao nè. Rồi. Lịch sử nè, đếm ngược thể thao, báo thức, xem giờ thế giới, chỉnh kim. Đó, vừa có đo nhiệt độ, có đèn tự động, mặt hai lòng. Con này sản xuất những năm năm sản xuất là 2005 cả nhà, mười mấy năm rồi nha. Đó, giơ tay là sáng đèn nha, 1.080.000 bao ship nha nha. Rồi, qua cho cả nhà một con đồng hồ Seiko Group. Con này là máy của Đức, máy của Đức luôn nha cả nhà. Chạy hai kim và một ô điện tử, 730 bao ship nha, thép đúc. Đây, máy của Đức nha, Movement Germany là cái nha. Đó, máy Đức Movement Germany, chuyển động của Đức. Đó, cực độc luôn, dây thép đúc. Size con này cũng hơi khó đo, nếu đo ngang vậy là 45.5, còn đo chéo thì cỡ 42, suy ra nó cỡ 42 cả nhà, càng nó 50. Dây thép đúc, khóa bấm, 730 bao ship nha. Dây 18 rưỡi. Đó, dây đủ tay 18, 18 rưỡi, rất là đẹp nha. Rồi, qua một con khác. Đây, em về được con đồng hồ Citizen, rất là đẹp nữa nha. Citizen 1964 TCH, TCH viết tắt là The Clock House cả nhà. Đó, niềng xoay titanium nha. Đó. Size của nó là 39 cả nhà. 39 chưa nấm nha. Đằng sau đây, tất cả là titanium. Chống nước nè, đáy xoáy nè, sản xuất tại Nhật nha. Dây nè, 630 bao ship nha. 630 bao ship nữa nha. Có dạ quang luôn nha. Đó, Citizen nha. Rồi, lên cái nhà hai con đồng hồ Casio nè, chính hãng. Đó, 370 bao ship nha. Hai ô lịch nha, size nó cỡ 38, 38 nha. Dây có đề mi, 370 bao ship nha. Đó, hai ô lịch. Đây, lịch thứ và ngày nha cả nhà. Đó, một trắng và một xanh, 370 bao ship một con nha cả nhà. Khóa bấm nha, dây dài, dây có đề mi luôn, dây rất là dài nè, chính hãng nha. Hai ô lịch. Rồi, đây một em đồng hồ Citizen QQ pin năng lượng size 39 nha, dây rút 430 bao ship luôn. Đó, rất là đẹp cả nhà, kính đẹp, có dạ quang luôn, dây rút nha, size cỡ 39.
39 chưa nấm nha. Dây rút 430 bao ship nha. Đây, một em đồng hồ Citizen OC chống nước 200m nha. 350 bao ship. Con này sản xuất tại Nhật. Đáy xoáy luôn. 350 nha cả nhà, size nó 36 nha, hai ô lịch luôn. Hàng cổ sản xuất tại Nhật nha. Dây anh thay mới luôn. Rồi. Lên cả nhà một con đồng hồ nè. Thụy Sĩ chính hãng nha, kim trôi. Kim trôi nha cả nhà. Đó, thứ và ngày, lịch thứ và ngày nha. Hôm nay thứ tư ngày 26 nè. Đó, Thụy Sĩ kim trôi, mặt hai lòng, size 38 nha. Sale cả nhà 680 bao ship luôn. Thụy Sĩ nha. Thụy Sĩ chính hãng. Swiss Made. Già quang học trò nha. Già quang học trò luôn nha cả nhà. Nấm cổ chai nha. Nấm cổ chai. Dây thép đúc rất là dài luôn. 680 bao ship nha. Đó, kim dây hình máy bay. Rồi. Đây, em mới về thêm hai con đồng hồ quay Scepter Multiband 6 nha. Đó, 650 bao ship full box luôn. Size 40 pin năng lượng nha. Dây rút. Pin năng lượng khỏe luôn. Đèn chuông rồi đầy đủ dây rút nha. Size 40. 650 bao ship một con nha cả nhà. Lên cả nhà một con đồng hồ hàng cổ. Đây. Citizen. Citizen nha, sản xuất tại Nhật. Phiên bản Japan National Team nha. Con này mã nó là C460. Chạy cơ chế 3 kim và 3 ô điện tử. Có đèn nền xanh nè cả nhà. Đó, có chuông báo thức nè, có giờ quang học trò. Giờ quang học trò rất là sáng nha. Rồi có đèn nữa. Rồi. Đây. Xem nhanh giờ thế giới nè. Lịch vạn niên nè. Hai báo thức nha. Đó. Hai báo thức. Bấm giờ thể thao nè. Đếm ngược thể thao nè. Đó, đầy đủ chức năng nha. 680 bao ship. Size của nó là 40 cỡ 45 á cả nhà. 45 chưa nấm nha, cả nấm là 48. Rất là độc nha, hàng cổ sản xuất tại Nhật nha. Một em đồng hồ điện tử nè, Casio sản xuất tại Nhật. 408 bao ship nha. Đó, zin nguyên bản. SKX1000. SKX1000. Bấm về thao nè. Dạ, con này chuyên về bấm giờ thể thao. Bấm giờ thể thao 1/1000 nha. Đó, lịch vạn niên. Báo thức. 1. Có 3 nút bấm là 1, 2, 3, 4, 5, 6 nút bấm luôn cả nhà. Có 6 nút bấm luôn nha. Sai đo ngang chưa nấm là 46 nha. Càng là 48. 4.8 bao ship nha. Lên cả nhà một con đồng hồ Suunto nè. Đó. Đây, bán vui vẻ cả nhà, 4.8 bao ship nha. Con này có 3 cảm biến. Có 3 cảm biến, đồng hồ Phần Lan nha cả nhà. Finland đây. Phần Lan. Đó. Đây nó có chức năng như sau, nút này nút cảm biến nè. Đó, la bàn nè, tọa độ nè,
độ cao nước biển nè, nhiệt độ nè, em đang mỏng lạnh nè, áp suất khí quyển nè. Đó. Còn đây một tham báo thức rồi, có ba báo thức nha. Bấm giờ thế nào? Đó, đầy đủ chức năng nha. Lịch vạn niên. Rồi, ở trên kính này nó có cái giọt nước nha cả nhà. Đó, đọc lại nha. Giọt nước. Đó, có la bàn này kia nha, hai con. Đó, 408 bao ship luôn. Rồi. Đây, một em đồng hồ Casio pin năng lượng nha. Đó. 508 bao ship nha. Pin năng lượng sản xuất tại Nhật nha. Japan. Pin năng lượng lịch vạn niên titanium nha, sản xuất tại Nhật. 508 bao ship nha, dạ quang sáng lịch vạn niên pin năng lượng nha. Dây rất là dài luôn. Rồi. Đây. Một em đồng hồ Casio Lay là nó đang tự bắt sóng nè. Đó. Nó đang dò sóng. Nó tự cập nhật giờ ở cả nhà. Để em tắt chức năng này nha. Mình chuyển về BKK là Bangkok á cả nhà. Đó. Là nó hết tự cập nhật. Con này sản xuất Thái Lan nha, full titan luôn. 603 bao ship nha. Dạ quang sáng. Đó, dạ quang sáng. Size của nó là nếu đo ngang 40.6 nha, còn đo chéo cỡ 38.5, suy ra nó cỡ 39 nha. Đèn đó 603 bao ship. Dây đủ tay 18 nha cả nhà. Đây. Một em đồng hồ Casio Weightstepper 608 bao ship luôn. Con này sản xuất tại Nhật. Có báo thức lịch vạn niên nha. Có đèn tự động luôn. Đó. 608 bao ship, size 39 nha. Có lịch vạn niên, báo thức, đèn tự động, có dạ quang luôn nha. Pin năng lượng nha cả nhà. Dây thép đúc 608. Còn một con đồng hồ Casio này. Con này em sale cả nhà luôn, 530 bao ship luôn. Đó, 530 pin năng lượng nha, sản xuất tại Nhật. Có đèn tự động luôn nha. Đó, có đèn tự động luôn. Pin năng lượng khỏe nha. Size ngang 42 lần, dây thép đúc. 530 bao ship nha. Đây, một em đồng hồ Casio Overland mới về nữa nè. Giống như con kia cũng có đèn tự động. Mà con này có thêm dạ quang học trò nha. Con này sản xuất Thái Lan. 1.150.000 bao ship nha, có hộp luôn. Chưa mở đèn tự động là em mở nè. Ấn cái này một cái. Đè lúc này 6 giây nha. Đó. Mặt hai lồng có báo thức nè. Có lịch vạn niên nè. Đó, đèn tự động nha cả nhà. Đó. Kính đẹp luôn, pin năng lượng khỏe nha, em bảo hành đầy đủ, chỉnh lịch vạn niên cả nhà nha. Size đo ngang là 39 nha. Casio Overland nha. Rồi, thêm một con đồng hồ Casio BabyG mới về nè. Con này chạy hai máy, hai kim với ô điện tử nha. Nguyên hộp 4.8 bao ship nha. Đó, xem giờ thế giới nè. Đếm ngược thể thao, bấm giờ thể thao. Có 5 báo thức và một báo tiếng có báo thức lặp lại luôn.
Đó, lịch vạn niên. Trời, đèn cực sáng luôn má ơi. Em lên test coi có đèn tự động không? Không có nha. Đó, đèn rất là sáng nha, 480 bao ship nha. Dây đồ rất là đẹp luôn cả nhà. Chính hãng. Size của nó đo ngang là 43 nha. Quá đẹp luôn, nguyên hộp nha. Đây, có hai con đồng hồ Casio Baby G nha. Chuông đèn đầy đủ, 230 bao ship một con nha cả nhà. Hai trăm ba bao ship nha. Con này có bản giới hạn nè. Đó, 230 bao ship một con nha. Đây, con này cũng 230 luôn đi. Casio G Shock 230 luôn nha. Bao ship nha. Size đo ngang 40.4. Đó, đèn nó nhấp nháy 3 lỗ nè. Đầy đủ chức năng nha, 230 luôn. Con này thì 330 nè cả nhà, Casio nè, cũng G Shock luôn, 330 bao ship nha. Size đo ngang 40 nha. Đèn ba trăm ba bao ship nha, dây nào đẹp nha. Đó. Đây, một em đồng hồ Casio G Shock nha, 550 bao ship hai máy nha. Hai máy. Đèn nền xanh nè. Xem giờ thế giới nè. Đếm ngược thể thao, bấm giờ thể thao, năm báo thức. Đó, đầy đủ. Đầy đủ nha, mặt vàng nha. Khóa vàng. Khóa vàng Japan. Hai máy nha, 550 bao ship luôn. Rồi, một em đồng hồ Tecnot nè. Mặt hai lồng. 1.180.000 bao ship nha. Dây nè, đó, có khóa bấm. Rồi, dây 19, 19 rưỡi luôn nha. Size của nó rất bự nha cả nhà. Size của nó cỡ 46 nha. Quá đẹp luôn nè cả nhà, nhìn nè. Quá đẹp luôn. Dạ, quang sáng nha. Bấm giờ thể thao. Bấm cái kim giờ thể thao nè cả nhà. Đây, kim thể thao nè, dừng nè, reset nè. Đó, rất là đẹp nha. Dành cho anh em nào tay phải nè, 17 là đeo vừa nè. Đó. 17, 18, 19. 1.180.000 bao ship nha. Rồi, một em thương hiệu Thụy Sĩ nè, Charles Vogelen nha, pin năng lượng nha, 330 bao ship nha. Size của nó cỡ 37 nha. 330 bao ship pin năng lượng nha. Mặt hai lòng full titanium. Đây, một em đồng hồ Casio nha. 280 bao ship nha. Size của nó là 41 chưa nóng nha. Đây, một em đồng hồ nè. Full dạ quang luôn, 350 bao ship nha. Hai ô lịch nha.
Đó, còn đấy còn tem luôn nè, chưa sử dụng luôn. Size cỡ 34 nha. Rồi, 34 em bán 340 bao ship luôn. Đó. 340 bao ship full nhà quen nha, hai vô lịch nha. Đằng sau có còn siêu luôn nè. Đây, một em đồng hồ Mariner bản kỷ niệm bóng chày của Mỹ năm 2001, dạ quang xanh dương nha. Form cực kỳ mỏng luôn, 7.0 cả nhà, rất là mỏng nha. Dạ quang xanh dương, size 38.5. Sáu trăm ba bao ship nha, size 38 nha, em quên, 38 dây thép đúc khóa bấm nha, dây nè, 630 bao ship nha. Rồi con này em sale luôn nha, 380 bao ship nha. Casio nó có đèn hai máy, có báo thức, bộ nhớ 30 lưu danh bạ 30 số, xem giờ thế giới, có báo thức nè, biến ngựa thể thao, bấm giờ thể thao, size 39 khóa bấm luôn, 380 bao ship nha, size 39 chưa nấm. Dây hả 19 đổ về nha. Đây em có hai con đồng hồ nè. Đó, vẫn để cả nhà 450 bao ship nha. Pin năng lượng. Hai con đều sản xuất tại Thái Lan. Pin năng lượng nha. Đèn chuông rồi. Đầy đủ chức năng nha. Size đo ngang con này là 41.4, con này thì 43, nhưng mà kiểu na ná nhau cả nhà. Được cái con này có giò quen học trò nha. Đó, 450 bao ship nha. Chạy cơ chế 3 kim với ô điện tử, lịch vạn niên, bấm giờ thể thao, báo thức đầy đủ nha. 450 bao ship nha, nhìn dây nè. Đó, ok hết nha cả nhà. Rồi, một em đồng hồ Casio đổi màu. Casio gờ sóc đổi màu nha. Đây, con này sản xuất tại Nhật, hàng cổ nha. Mà mới cứng luôn. 550 bao ship nha. Đây. Nè, đổi màu nè cả nhà. Ừ, cả nhà thích màu gì nó hiện màu đó. Đó. Đó, về đi. Ừ, đẹp len ken luôn, 550 bao ship nha, đèn xanh. Lưu danh bạ 30. Báo thức nè. Bấm giờ thể thao, điểm ngựa thể thao. Vỏ thép nha, vỏ thép. Size của nó là 44.4. Đó. Khóa Casio Japan, sản xuất Japan. Đó, 550 bao ship nha. Rồi, con này em sale luôn nè cả nhà. Một em đồng hồ Casio Weightlifter, sản xuất tại Thái Lan nha. Pin năng lượng và đặc biệt có đèn tự động luôn nha cả nhà. Đó, bấm giờ thể thao, có báo thức luôn, có xem nhanh múi giờ toàn thế giới luôn. Đó, mặt xám, có dạ quang, có đèn tự động nha. Pin năng lượng size 43, đẹp len ken luôn, 780 bao ship nha, 780 bao ship nha. Rồi, một em đồng hồ Casio sóc em đang đeo nè. Đó, 550 bao ship luôn, mẫu mới nha. Con này đang bán 3 triệu mấy nè cả nhà. Bấm giờ thể thao, đếm ngược, xem giờ thế giới này kia đầy đủ nha. Con này có đèn tự động. Có đèn nhấp nháy nè.
có chỉnh được cường độ màn hình được luôn nè cả nhà. Chỉnh được cường độ nè. Đó, cường độ sắc nét của màn hình, của chữ đó nha. Mình muốn mờ có mờ, muốn trong sắc nét có luôn. Đó, đầy đủ chức năng nha. 550 bao ship nha. Rồi, con này em sale nha, 430 bao ship nha nha. Điện tử đồng hồ của Nhật, niềng xoay size 37 giây rút. 430 bao ship, đẹp len keng có ô lịch nha. Dây rút nha, 430 bao ship nha. Đây hai con này em cũng sale luôn nha. Sale về vốn nha, 430 bao ship nha. Đồng hồ của Nhật. Đó, núi Phú Sĩ. Núi nè, size 38 chưa núng. Con này còn siêu nè. Dây thay mới, đó, 38 nha. Size 38, 430 bao ship một con nha. Đây, một em đồng hồ Casio quay shutter full box nha, 450 bao ship luôn. Con này là dòng quay shutter nội địa Nhật nè, đèn nền xanh nè. Đó, chuông đồ đầy đủ chức năng. Dạ quang học trò, đèn nền xanh nha. Size của nó là 43.6, đẹp len keng luôn. 450 bao ship nha. Nó mặt hai lồng. Rồi, con này em sale luôn nha cả nhà, em sale hết vốn luôn 730 bao ship nha. Chalet Voile, thương hiệu Thụy Sĩ nha, 730 luôn. Đó, 730 luôn nha. Size 37, có đèn, mới thay pin luôn. Có đèn, có báo thức. Chạy cơ chế 3 kim với ô điện tử. Thương hiệu Thụy Sĩ lâu đời nha. Là có báo thức nè, có bấm giờ thể thao nè, có lịch vạn niên luôn. Đó, dây nè, đẹp len keng luôn nha, cực đẹp luôn. Mặt hai lồng nè, có hai cái khanh sắt để bảo vệ cái kính. Đó, dây nè, hình móng ngựa nha, 730 bao ship nha, 730 bao ship nha nha. Rồi con này em sale luôn 580 bao ship nha, Thụy Sĩ chính hãng nha, dây chun Swiss Made 6 kim, bấm giờ thể thao nha. Con này sản xuất năm 1996 đến giờ nè cả nhà, hàng cổ nha. Đó, 580 bao ship nha, bấm giờ thể thao nguyên khối luôn, nguyên rin dây chun, dây của nó luôn nè cả nhà, dây Swatch luôn nè. Đó, tay nào vô cũng được nha, 580 bao ship nha. Rồi, một em đồng hồ Casio quay shutter đó, multiband 5, 580 bao ship nha, có hộp luôn. Dây rút size 40 nha. Đèn chuông đồ đầy đủ chức năng nha. Đó, size 40 nha. Nó đẹp len keng, 580 bao ship nha. Đây, còn mấy con nè, cũng 580 bao ship nè. Size nó đến 42, dây thép đúc nha. Size này dành cho anh em tay 16 rưỡi đổ lên. Đó, pin năng lượng, đèn chuông đồ khỏe nha. Kính đẹp luôn, kính vỏ đẹp luôn, 580 bao ship một con nha, có hộp luôn. Casio quay shutter nha, pin năng lượng nha. Đó, full chữ luôn, đầy đủ chức năng nha. Rồi, một em đồng hồ full box 650 bao ship luôn nha, sale luôn. Rồi, Data Hot Bit hàng cổ nha. Con này là điện tử nổi. Có ô lịch nè. Sản xuất tại Nhật nha. Danh bạ 50. Nó đầy đủ chức năng. Đèn nền xanh.
Size của nó đo ngang là 43. Dây cực dài luôn, còn mắc dây luôn nha cả nhà. Đó, 650 bao ship nha. Để coi có con nào chưa lên, lên luôn. Rồi, trước mắt em lên như đây thôi nha cả nhà. Chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe nha. Em xin hết nha.